Hôm nay ngày 22 tháng 1 năm 2018, lễ thánh Vinh Sơn Phó tế Tử Đạo. Thứ hai tuần thứ ba thường niên. Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng David tại Hebron mà nói rằng: đây chúng tôi là cốt nhục của Ngài. Nhưng từ trước đến giờ, khi Saul đang làm vua chúng tôi, thì chính Ngài đã dẫn dắt Israel, và Chúa đã nói với Ngài rằng: chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân ta và sẽ trở nên thủ lãnh Israel. Vậy tất cả các vị kỳ lão Israel đều đến tìm nhà vua tại Hebron. Và tại đó, vua David ký kết với họ một giao ước trước mặt Chúa. Họ liền sức dầu phong David làm vua Israel. Khi David lên làm vua, Ngài được 30 tuổi và cai trị được 40 năm. Tại Hebron, Ngài cai trị Juda được 7 năm rưỡi. Còn tại Jerusalem, Ngài cai trị toàn cõi Israel và Juda được 33 năm. Nhà vua và tất cả quân sĩ theo Ngài kéo đến Jerusalem, đánh đủ dân cư Jebuse. Người ta nói với David rằng: ông đừng vào đây, bằng không những người mù què sẽ đánh đuổi ông. Như thế có nghĩa là David sẽ không vào được nơi này. Nhưng David đã chiếm đóng đồn Sion làm kinh thành của David. Và David vào thành, càng ngày càng trở nên cường thịnh, và Chúa là Thiên Chúa các đạo bên, phù hộ nhà vua. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Thành tín và ân sủng của ta hằng ở với người. Xưa trong cuộc thị kiên, Chúa đã phán cùng bầy tôi Chúa. Ta đổi máu triều thiên cho vì anh hùng. Ta cất nhắc người được khen chọn tự trong dân. Thành tín và ân sủng của ta hằng ở với người. Ta đã gặp David là tôi tớ của ta. Ta đã xước dầu thanh của ta cho người. Để tay ta ban trợ người luôn mãi, và cánh tay ta cùng cố thân danh người. Thành tín và ân sủng của ta hằng ở với người. Thành tín và ân sủng của ta hằng ở với người. Và nhân danh ta sức mạnh người tăng thêm mãi. Ta đặt tay người trên mặt biển, và tay hữu người ta đặt lên sông ngòi. Thành tín và ân sủng của ta hằng ở với người. Alleluia, Alleluia. Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu thương người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy những luật sĩ từ Jerusalem xuống nói rằng: ông ấy bị quỷ Beelzebub ám, và nói thêm rằng: chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ. Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: Satan là trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau thì nước đó tồn tại làm sao được? Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khỏe mạnh và cướp của y nếu không trói được y trước đã. Rồi sao mới cướp phá nhà y? Quả thật ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết. Nhưng kẻ nào nó phạm đến Chúa Thánh Thần sẽ muôn đời không bao giờ được tha. Nó mắc tội muôn đời. Đó là vì họ nói: người bị thần ô uế ám. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sứ điệp Đức Kitô dùng
uy quyền của Thiên Chúa để chiến thắng quỷ dữ. Muốn chiến thắng quỷ dữ, ta cũng phải cậy nhờ quyền năng của Thánh Thần. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, thật là vinh phúc cho con. Con đã được Chúa gọi vào số những môn đệ của Chúa. Chúa đã dùng chính cái chết của Chúa để chiến thắng quỷ dữ và dẫn đưa con vào giao ước tình yêu. Lạy Chúa, xin Chúa giúp con biết liên kết với Chúa để nhờ ơn Chúa con chiến thắng được quỷ dữ. Cuộc đời con thường xuyên phải chiến đấu với ma quỷ và tay chân của nó là thế gian và xác thịt. Nếu không có ơn Chúa, con sẽ thua trận và quỵ ngã. Lạy Chúa là sức mạnh của con. Xin đừng để con thua một cơn cám dỗ nào. Xin cho con biết tin tưởng vào sức mạnh của Thánh Giá. Lạy Chúa Giêsu, để minh chứng về uy quyền của Chúa, Chúa đã dùng ví dụ một người coi nhà canh trộm. Con đang canh giữ linh hồn con khỏi kẻ trộm ghê gớm là Satan gian manh. Con chắc chắn sẽ thắng được kẻ trộm này nếu con có Chúa trong lòng. Vậy xin Chúa đừng để con bao giờ mất Chúa. Xin giúp con luôn sống thân tình với Chúa. Con chạy đến với Chúa trong thánh lễ. Xin ban thêm sức mạnh cho con. Hằng ngày Chúa đang mời gọi con đến lãnh nhận nguồn sức mạnh và bảo đảm phần thưởng trên trời. Con lãnh nhận mình thánh Chúa. Xin cho con được say mê tình Chúa, được đầy lửa mến Chúa Thánh Thần. Xin Chúa lôi kéo con, xin cho con thuộc trọn về Chúa. Con xin nhân Chúa hơi thở, tư tưởng, linh hoạt, ý hướng tưởng và mọi sự Chúa đã sinh ban cho con. Xin giúp con luôn nhớ con là con của Chúa và sống trọn vẹn cho Chúa. Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Người hành khất quảng đại. Bangladesh là một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới. Dĩ nhiên, trong một nước nghèo thì hành khất vẫn là nghề thịnh hành nhất. Một nhà truyền giáo đã thuật lại một trường hợp hành khất lạ lùng như sau. Sau một ngày làm việc nặng nhọc, một người đàn ông nọ đi về nhà mình không ngoài một phương tiện nào khác hơn là đôi chân. Người đàn ông dừng lại dưới bóng một cây và thiếp ngủ. Dáng vẻ của ông tiều tụy đến độ người qua lại làm ông với một người hành khất. Không ai bảo ai, kẻ qua người lại đều dừng lại và bỏ vào chiếc mũ của ông vài đồng xu nhỏ. Không mấy chốc, chiếc mũ cũ kỹ đầy tiền. Vừa thức giấc, người đàn ông ngạc nhiên trước sự quảng đại của khách qua đường. Ông đếm từng đồng xu nhỏ, số tiền còn lớn hơn cả một ngày công của ông. Người đàn ông mỉm cười về nghề hành khất bất đắc dĩ của mình. Chợt nhìn thấy xung quanh mình có nhiều người hành khất đuôi mù tàn tật. Người đàn ông lặng lẽ đi đến từng người và chia đều cho họ số tiền ông đã thu được và tiếp tục đoạn đường còn lại. Adam Smith, kinh tế gia nổi tiếng của Tô Cách Lan vào thế kỷ 18 đã nói một câu mà Các Mác đã lặp lại trong một tác phẩm của ông. Câu nói đó là: một nước giàu có là một nước trong đó có nhiều người nghèo. Câu định nghĩa về sự phồn thịnh ấy vừa nói lên sự nghèo đói về mặt tinh thần mà những người sống trong một nước giàu có thể cảm nghiệm được. Nó cũng nói lên những bất công xã hội mà những người nghèo trong một nước giàu phải gánh chịu. Bần cùng thường sinh ra đạo tặc. Những nước nghèo là những nước có nhiều tệ đoan xã hội. Tuy nhiên, cũng chính trong cảnh nghèo ấy, người ta thường gặp được nhiều tấm lòng vàng. Cảnh nghèo có thể đưa con người đến chỗ giành giật sâu xé, nhưng cũng có thể khiến cho con người dễ cảm thông với người khác và san sẻ quảng đại hơn. Nhưng dĩ nhiên, chỉ có ai có tinh thần khó nghèo đích thực mới hiểu được giá trị của cảnh nghèo và sự thôi thúc của lòng quảng đại, phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó. Chúa Giêsu để lại cho chúng ta điều khoản cơ bản ấy của hiến chương nước trời. Có khó nghèo thực sự, con người mới cân lường được sự chống qua của cải, tiền, của vật chất. Có khó nghèo thực sự, con người mới có thể mở mắt để nhìn thấy cảnh nghèo xung quanh. Có khó nghèo thực sự, con người mới dễ cảm thông và mở rộng quả tim và lòng bàn tay để trao ban. Bài trích sách Lẽ sống.